thì cũng còn chụp được. Nhưng còn cái Samsung mà. Samsung hư thì cũng hư camera từ đời nào rồi. Ờ đồ hư gì cũng hư. Hay tám xị có thay đèn đéo gì nữa. Điện thoại giờ mua nguyên cái có triệu rưỡi rồi. Sốc à, sốc à. Đường cái của tao là nó hàng Hàn Quốc, hàng chính hãng luôn. Chính gốc luôn chứ không phải chính hãng nữa. Máy thuộc cái gì hả? Ừ. Mà cái của tao là cái thuộc đời thử nghiệm nữa. Ủa bền, bao bao bền. Nó chỉ có cái camera bị xui. Lúc mà tao còn đi làm á, có ông thầy ổng vô thấy tao xài ổng kêu đó. Hồi đó tôi cũng có một cái nó hư mẹ đó. Nó có một cái một là hư. Trời ơi. Trời ơi. Mày hụt ăn rồi. Tưởng vô rồi. Trời ơi. Trời. Ghê. Ôi má ơi. Nổ nổ dây văng luôn luôn rồi.
Điệt. 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 Tao hiểu luôn. Tao biết chuyện gì đã xảy ra luôn. Ngơ ngác luôn bạn ơi. Ngơ ngác như bò để nón luôn rồi. Té coi. Hả? Nó sống dọc thấy nó quẩy nước nó quẩy đó. Đâu? Đường nào? Dọc theo bờ. Thấy nó sống dọc theo bờ. Nắng núp bờ.
Đi nó đang không ngồi. Ê ê ê.